quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 9 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Như vậy là năm học 2019-2020 đã chính thức bắt đầu. Đây là năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục chung tay thực hiện nhiều đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tự hào là ngôi trường tiên phong thực hiện 4 xu hướng: hội nhập quốc tế, rèn luyện toàn diện nhân cách, trải nghiệm thực tiễn và cá thể hóa giáo dục. Nhờ vậy, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, trường đã gặt hái nhiều kết quả khả quan. Các môn Toán, Văn, Anh đứng đầu trong các trường tư ở quận 12, đạt tỷ lệ 100% học sinh đậu đại học. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh các phương pháp và nội dung giáo dục hiện đại như STEM, tiếng Anh IELTS để phục vụ 4 xu hướng giáo dục trên.